Được anh bán bánh chuối nhờ quay clip, cô gái chỉ có 49 người follow. Tưởng flop, ai ngờ lên luôn xu hướng. Trời ghê chưa? Mới đây, một cô gái trong lúc đi An Giang du lịch có tình cờ ghé lại một xe bán bánh chuối chiên Thái Lan, định rằng chỉ mua ăn thử xem cái mùi vị thế nào. Ai mà có ngờ đâu, anh chủ đã chủ động mở lời, ngỏ ý đề nghị cô gái quay clip đăng lên tớp tớp quảng cáo giúp. Cô gái nghe qua cũng nhiệt tình quay clip, phô ra cái tay nghề điêu luyện với 7749 bước múa bánh, nướng bánh, gói bánh của anh chủ. Thế nhưng anh chủ xe bánh không hề biết rằng kênh TikTok của cô gái tới thời điểm đó chỉ có dọn dẹn 49 người follow. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm ngủ dậy, cô gái bỗng ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã ở trên một cương vị hoàn toàn mới. Đoạn clip tưởng đâu flop nặng, không một ai biết tới, ai mà về đâu lại một bước lên tiên, nằm chém chệ trên xu hướng, được rất nhiều người quan tâm. Không những thế, lượng người theo dõi kênh của cô gái cũng nhảy vọt từ 49 người lên tới hơn 4.000 người. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi bất ngờ trước bước phát triển vượt bậc so với ngày hôm qua của cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại: lúc đó ảnh mà biết bà có 49 người follow chắc ảnh buồn dữ lắm. Vậy này là bà đang kéo khách cho ảnh hay là ảnh kéo follow cho bà vậy? Quan trọng là clip đã có hơn 100k view mà không một ai biết địa chỉ quán ổng luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.